Lễ số 4 là ăn chuối giúp chống mệt mỏi và tăng năng lượng cả ngày. Đường tự nhiên và carbohydrate có trong chuối giúp tăng cường năng lượng nhanh chóng và hiệu quả, giúp chúng ta chống lại mệt mỏi, giúp chúng ta tăng cường sức chịu đựng và khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng để duy trì sức sống suốt cả ngày. Số 5 là chuối làm dịu các triệu chứng của bệnh dạ dày. Chuối có đặc tính làm dịu và có thể làm bớt sự khó chịu của dạ dày liên quan, khiến cho chúng trở thành một trong những lựa chọn bổ dưỡng cho những người họ đang gặp vấn đề về dạ dày. Và số 6, lợi ích giúp giảm căng thẳng. Chuối chứa các hợp chất như là dopamine và serotonin, chất dẫn truyền thần kinh được biết đến với vai trò là thúc đẩy sự thư giãn và cải thiện tâm trạng. Kết hợp chuối vào chế độ ăn uống có thể giúp làm giảm bớt căng thẳng và thúc đẩy cảm xúc hạnh phúc một cách tự nhiên. Vì vậy, đừng bỏ qua chuối trong chế độ ăn uống của mình để qua đó thu được nhiều lợi ích mà chúng mang lại.